COVID-19 là một trong những phương cách hiệu quả giúp ngăn chặn sự lây lan. Các nhân viên thiết yếu hay các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với công chúng được khuyến khích đi xét nghiệm ít nhất một lần mỗi tháng, ngay cả khi không có triệu chứng. Hãy tiếp tục đi xét nghiệm dù cho quý vị đã tiêm ngừa, nhất là khi quý vị có triệu chứng đã tiếp xúc với nguồn nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc nhiều với người khác hoặc trước sau khi đi xa về. Thông tin về địa điểm xét nghiệm và link đặt hẹn có thể tìm thấy tại sccfreetest.org.